Xin chào các bạn, mình là Muối Vừng đây. Hôm nay mình quay trở lại với kênh Muối Vừng, xin chia sẻ với các bạn về cái 5 cái thói quen xấu của mọi người hay khiến cho cái xe nó không bền được lâu. Thì nó cũng là nhỏ thôi nhưng mà mình nghĩ là nhiều người cũng vướng phải, trong đó mình cũng hay vướng phải. Nên mình chia sẻ với mọi người. Có 5 điều. Điều thứ nhất đấy là việc các bạn đi quá chậm sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc độ bền của máy. Khi đây đi quá chậm ấy thì cái máy nó nóng lắm. Có lúc quạt tản nhiệt còn quay cơ. Nên là nó sẽ khiến cho các bạn xe các bạn không được bền cho lắm. Ngược lại khi các bạn đi nhanh thì gió nó đi vào quạt các bạn làm việc ít hơn. Lúc đó động cơ các bạn được làm mát thì cái động cơ các bạn sẽ bền hơn. Nhưng mà cũng không tránh khỏi được bởi vì như mình chẳng hạn, có lúc đi kè kè bên mấy bạn gái thì mình làm sao mà đi nhanh được chẳng hạn. Mà ngày nào mình cũng thế cơ. Thế nó khổ. Ở cái thứ hai, đó là nước làm mát. Cái này nghe có vẻ không quan trọng nhưng mà nó không phải thường xuyên thay. Nhưng mà nhà sản xuất khuyến cáo là 20.000 km thì nên thay nước làm mát một lần. Nếu không động cơ sẽ cũng mau xuống cấp. Thì cái nước làm mát thì nó cũng có cái tuổi thọ của nó thôi, khoảng 20.000 cây, nhưng mà theo mình nghĩ thì chừa cái nhà sản xuất ra thì khoảng 30.000 được. Đấy là cá nhân mình nói đấy nhá, còn nhà sản xuất khuyến cáo là 20.000. Còn vấn đề thứ ba đó là các bạn hay sử dụng một phanh thôi, nhất là các bạn nữ ấy, hay sử dụng một phanh. Nhưng mà mình nên tạo thói quen sử dụng hai phanh để mà khi mình khẩn cấp ấy, mình cũng dùng hai phanh, chứ không nếu khi mình khẩn cấp rồi mình dùng một phanh thì không tốt. Dùng một phanh nhiều thì nhiều khi nó cũng không tốt. Đó. Vấn đề thứ tư là các bạn đổ sai loại xăng. Khi mà các bạn đổ sai loại xăng ấy thì sẽ không hay cho lắm, bởi vì cái xăng động cơ người ta đã khuyến cáo loại xăng nào thì mình nên đi loại xăng đấy. Còn vấn đề thứ năm đấy là các bạn đi xe ngay, có nghĩa là các bạn để máy cái bạn đi luôn. Thì thông thường buổi sáng, nhất là trên mình có mùa đông ấy, mình phải để mất 3 phút. Để máy để nó nổ mất 3 phút thì mình mới đi. Đấy là khi buổi sáng vừa mới bắt đầu khởi động. Còn về vấn đề đó chỉ có thế thôi. À nhưng mà với động cơ phun xăng FI thì các bạn trước khi để máy, các bạn bật chìa lên ấy, thì phải để cái hệ thống nó báo là đã sẵn sàng, hệ thống phun xăng đã sẵn sàng thì các bạn mới nên để máy. Rồi, cảm ơn các bạn. Mình mới sắm được chiếc Ducati thay cho chiếc X.